Thủy Tiên mở tiệc ăn mừng giữa lúc Quang Linh Vlog bị đồn có bạn gái còn tình tứ chụp ảnh chung. Thủy Tiên và Quang Linh là hai nhân vật được các fan đẩy thuyền trong thời gian qua. Ai cũng mong muốn họ sẽ trở thành một cặp vì rất xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao với hình ảnh một cô gái được cho là người yêu của Quang Linh. Điều này đã khiến cho fan của cặp đôi Tiên Linh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cụ thể, tài khoản TikTok là fan của Team Châu Phi đã chia sẻ khoảnh khắc Quang Linh Vlog sánh đôi bên một cô gái lạ. Tài khoản này chia sẻ, Quang Linh có người yêu rồi ạ. Theo đó là hình ảnh Quang Linh diện áo phông trắng, in hình cười rất tươi khi quay video cùng cô gái. Không những vậy, Quang Linh còn giơ tay lên để tạo dáng thật ngầu bên cạnh người đẹp. Cô gái cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng ngần và mái tóc bồng bềnh dễ thương. Khi đứng cạnh Quang Linh, cô nàng không ngại làm những biểu cảm đáng yêu như chu môi, cười tươi hoa. Nếu so với Thùy Tiên thì nhan sắc cô nàng cũng không phải dạng vừa, mọi người ai cũng thấy yêu mến vẻ đẹp phúc hậu hiền lành của cô gái này. Dù vậy nhưng có vẻ dân tình vẫn yêu thích cặp đôi Quang Linh và Hoa hậu Thùy Tiên hơn. Nhiều người đã cảm thấy không tin nếu đây là sự thật, bởi dù thế nào thì trong mắt họ cặp Tiên Linh vẫn là nhất. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng cô gái này chỉ là một người quen chứ không phải người yêu Quang Linh. Thậm chí một số người còn khẳng định đây là cô nàng từng được anh chàng Lindo, bạn thân của Quang Linh làm quen trên một ứng dụng giao lưu hẹn hò. Nếu sự thật là vậy, thì fan của cặp đôi Quang Linh Thùy Tiên đã có thể yên tâm mà đẩy thuyền tiếp rồi. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể biết được cô gái này và Quang Linh có mối quan hệ thật sự thế nào. Thực hư ra sao có lẽ phải chờ người trong cuộc lên tiếng mới có thể rõ ràng được. Không phải nha, đây là bạn nữ mà lúc trước Lindo tán, bữa trước Linh còn trêu người yêu Lindo mà. Nhìn là biết không phải rồi, nhìn mặt Linh là biết không phải người yêu. Không tin nha, mê Thủy Tiên với Quang Linh cơ. Không phải, mình thấy Chủ tịch Linh có thiện cảm với Tiên Hoa hậu hơn. Trước đó, Quang Linh và Hoa hậu Thủy Tiên nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi cùng nhau thực hiện dự án thiện nguyện tại Angola, Châu Phi. Qua những cử chỉ thân mật, tình bể bình của cặp đôi, người hâm mộ hy vọng họ sẽ sớm trở thành một cặp. Tuy nhiên, hiện tại Hoa hậu Thủy Tiên khẳng định cả hai vẫn chỉ là những người bạn tốt của nhau, nhưng dân tình vẫn cho rằng Quang Linh còn cơ hội. Về phía Quang Linh, sau khi Thủy Tiên rời Angola thì anh đã cất kỹ những món đồ mà nàng hậu gửi tặng hoặc sử dụng. Từ cái bát, chén đến chiếc áo thun có chữ ký của người đẹp đều được Quang Linh bảo quản cẩn thận. Mới đây nhất, anh chàng còn khiến dân tình phát sốt khi giữ đôi dép tổ ong màu xanh mà Hoa hậu Thùy Tiên từng đi. Quang Linh không chỉ cọ rửa đôi dép sạch sẽ mà còn mang theo mình cả lúc làm việc lẫn đi ngủ. Khi nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn Hoa hậu Thùy Tiên sẽ rất bất ngờ, còn dân tình lại có thêm cơ sở khẳng định rất có thể Quang Linh cũng thích nàng Hoa hậu xinh đẹp này nên mới giữ gìn kỷ niệm như vậy. Về phía Thùy Tiên, nàng hậu hiện đang ở Việt Nam và chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand Việt Nam. Cô nàng dường như không mấy quan tâm đến tin đồn trên, thậm chí mới đây cô còn mở tiệc ăn mừng sinh nhật trên du thuyền triệu đô cùng với Miss World 2022 Carolina, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vi, Đỗ Hà. Được biết, bên cạnh bánh kem và quà thì bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung còn treo bảng biển chúc mừng sinh nhật Thùy Tiên trên nhiều tỉnh thành lớn. Nàng hậu sinh năm 1998 vô cùng bất ngờ khi ngày sinh nhật được mọi người đều dành sự quan tâm cho mình. Ở tuổi 24, nàng hậu đang ở đỉnh cao vinh quang. Chỉ còn vài tháng nữa, Thùy Tiên sẽ kết thúc hành trình đương nhiệm của mình. Một nhiệm kỳ thành công giúp khẳng định nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.